Kinh sư cho hỏi thánh định có phải thiền định hay không? Vị sơ quả nhập thánh đạo như thế nào? Xin cảm ơn sư. Thực tế mà nói cái thánh định á, quý vị chờ xin tí xíu. Cái thánh định nó chẳng qua chỉ là một cách nói của chánh định trong Bát Chánh Đạo thôi, mà có người á họ lại đi, họ do thứ nhất á, là không có biết Pali, không có đọc được cái gốc Pali đấy, cho nên là mỗi anh thì dịch mỗi kiểu, rồi tùy theo mỗi kiểu mà họ hiểu theo cái nghĩa tiếng Việt của họ đấy. Rồi có người xưa còn nghe nói, có người họ nói là bây giờ thánh định á, là dành cho bậc thánh, còn chánh định á là dành cho phàm. Sư nghe sư muốn chết luôn vậy đó. Samma samadhi thì nó thuộc về một cái chi phần trong Bát Chánh Đạo. Quý vị muốn muốn gọi là thánh định cũng được, muốn gọi là chánh định cũng được, bởi vì Bát Chánh Đạo đó, quý vị muốn gọi là Bát Chánh Đạo cũng được, mà muốn gọi là Bát Thánh Đạo cũng được. Đừng để chúng ta vướng kẹt vào ngôn ngữ rồi chúng ta ngồi chúng ta cãi nhau về ngôn ngữ, mà trong khi đó cái vấn đề nó không ăn nhập gì hết. Cái định á, mà để trở thành thứ nhất, cái định ở đây thì nó là thiền định, à, nó là thiền định samadhi, nhưng mà nó không đơn giản chỉ là thiền định. Mà cái định ở đây được Đức Phật nói đến trong Bát Chánh Đạo, tức là cái định mà làm nền tảng để phát triển cái trí tuệ quán, thì cái định đó mới được kể tới. Còn cái việc chúng ta có được định mà chúng ta chết dí vậy đó, không làm nền tảng cho trí tuệ quán, thì đó không phải là định được Đức Phật nói đến. Còn cái chuyện mà vị sơ quả nhập thánh đạo như thế nào thì nói thẳng là sư không phải sơ quả, làm sao sư biết là một vị sơ quả nhập vào thánh đạo như thế nào? Nói một cách huề vốn á, tức là khi mà một vị phàm phu hay một vị mà chưa phải là thánh ấy, vị ấy thực tập cái con đường đưa đến giác ngộ, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, thì khi vị ấy tu tập một cách thuần thục rồi, thực hành một cách thuần thục rồi, thì khi ấy những cái cấu uế của nội tâm nó sẽ được lắng dịu, nó sẽ được làm sạch. Cái trí tuệ vị ấy sẽ phát triển, cái khả năng quan sát sự thật của các pháp nó sẽ được phát triển, cái khả năng nhìn thấy rõ bản chất của vấn đề nó sẽ được phát triển, cái khả năng nhìn thấy rõ nhân duyên của vấn đề của các pháp nó sẽ được phát triển. Từ đó, khi mà cái trí của vị ấy phát triển đến một cách thuần thục, một cách chín mùi, thì khi ấy vị ấy dứt bỏ cái tâm phàm mà bước vào dòng thánh. Cho nên muốn biết một cái vị mà nhập thánh đạo như thế nào thì chỉ có cách là tự mình thực hành thôi. Giống như là chúng ta ngồi đây, chúng ta hỏi là cái ly cà phê, sư ơi cái ly cà phê cái vị nó như thế nào, thì giờ sư chỉ có nước pha ly cà phê để cho quý vị uống thôi, chứ nói làm sao mà ngồi đó mà diễn tả cho quý vị được. Còn nói theo cái kiểu A Tỳ Đàm ấy, là bước vào từ cái hành xả trí, hành xả tuệ đó, bắt đầu bước vào cái tâm gọi là cái tâm là chuyển tộc, rồi thuận thà đấy, rồi bước vào cái tâm chuyển chuyển tánh ấy, thì là bắt đầu là bước theo lên cái con đường, cái đạo lộ, cái dòng tâm để mà cho vị ấy chuẩn bị để chứng thánh.
chữ nghĩa là như vậy, nhưng thực tế thì nó khác lắm quý vị. Thực hành đi ha, thực hành đi. Còn sư thì sư không phải là sơ quả, cho nên là cái này sư cũng chịu thua ha.